Em chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, có điều là lúc đi thì em chưa nói gì cha, mới có ôm cha. Thì em tên là Lương Á Luân, thì em đến từ Bình Định. Thì em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 của trường Tây Bà Hổ, tỉnh Bình Định. Thì năm nay là em quyết định đi du học ở Deakin, học ngành Computer Science. Dạ, từ cái hồi em lớp 9 thì em có coi cái YouTube của cái bạn nào bên Mỹ á, thì em thấy cái môi trường học của bên ấy nó tuyệt vời quá, nên là em nuôi từ đặt nuôi nuôi cái ý định đi du học từ đấy. Dạ thì thật ra là ba mẹ em thấy em thích kiểu đi bất chấp đi sang học bổng luôn á, cái rồi cũng mất học bổng thì thấy thất vọng quá, nên là ba mẹ thấy thương là cho đi. Trước trước khi mà em quyết định chọn Deakin thì em có phân vân giữa trường Deakin với trường University of Newcastle. Thì em có hỏi chị Lam, em hỏi rất là nhiều câu luôn mà chị không có nói gì hết, mà chị nhiệt tình luôn. Thì em hỏi cũng nhiều, là sau đấy thì em hỏi ba mẹ em luôn, thì chốt lại là cuối cùng là em chọn Deakin. Năm cấp 2 rồi, bắt đầu từ hồi mà em có cái máy tính đó thì em ngồi em gặp máy tính viết à. Thì lúc đó cũng trên trường thì học Pascal đó, thì em cũng tái mấy cái phần mềm nó hay quá, cái rồi em cũng học. Mà thấy thì ở Việt Nam thì em thấy mấy cái trường nó tới 4 năm, mình năm đầu tiên thì thật ra nó lãng phí quá, bởi vì phải dồn cho mấy cái môn đại cương nhiều. Thì đó là đam mê của em, để em chọn cái ngành khoa học máy tính. Còn em chọn trường thì bởi vì ở bên tại hồi em có nhiều người quen ở bên Melbourne đó, không phải là người thân nhưng mà chỉ là người quen thôi. Dạ nay thì mạng nó cũng phát triển rồi nên cũng không có cái gì là khó khăn hết. Em chỉ vô vài lần làm thủ tục, bởi vì hoài em nó không làm thủ tục đó như là làm cái bảo lãnh á, thì đó là em phải vào đây làm. Còn lại thì giấy tờ thì em chỉ cần scan xong rồi chuyển qua mail cho mấy anh chị, chuyện này là xong. Có là cái đoạn mà em năm lớp 11 em có hỏi chị về cái trường đấy, nhưng mà em hỏi xong thì ba mẹ em bỏ ngỏ mất, thì lúc đó em cũng không rep lại chị, thì em cũng hay ngại á. Cái rồi sau khi mất học bổng thì em liên lạc lại chị, em suy nghĩ chắc cũng phải cả tuần thì em mới liên lạc lại với chị, tại vì tính em nó hay ngại. Không, hồi đó là em nhắn tin với chị xong rồi cái em không nhắn lại với chị luôn, để chị nhắn một một tràng xong em không nhắn lại với chị luôn, thì thấy lúc đó em ngại lắm, rất là ngại. Xong rồi một tuần sau cái đợt mà em nói với cha mẹ thì em mới liên lạc với chị lại với chị Lam. Thì còn em ấn tượng thì bên mấy anh chị bên du học Anh rất là nhiệt nhiệt tình luôn. Em trao đổi mail nhiều nhiều với mấy anh chị như là chị Quế, chị Ngân với chị Lam, thì em hỏi nhiều, rất là nhiều câu luôn, bởi vì em sau cái đợt mà mất học bổng đấy em cũng sợ lắm, nên là em hỏi nhiều mà mấy anh chị thì cũng không nói gì hết, nên là em cũng ấn tượng. Thì em chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, có điều là lúc đi thì em chưa nói gì cha, mới có ôm cha. Thì em muốn gửi tới bản thân mình 3 năm sau là nhìn lại cái video clip này thì thấy mình đã thực hiện được cái điều mà mình ao ước mấy từ năm lớp 9 tới giờ. Rồi cũng nếu mà lúc đấy nếu mà bản thân em lúc đấy có buồn gì đấy thì cũng phải vượt qua, bởi vì cái thời điểm mà năm cấp 3 mình đã vượt qua rồi thì chắc chắn là mình sẽ vượt qua được. Gia đình thì em cảm ơn ba mẹ em đã cho em, bởi vì cái lúc mà em mất học bổng thì em buồn lắm,
Nên là ba mẹ em cho em đi học tự túc em cũng vui rồi. Thì cảm ơn ba mẹ, thì em cũng muốn ba mẹ giữ sức khỏe. Bởi vì ở bên này thì em cũng không lo gì được, thì bữa đó em cũng mong ba mẹ lo sức khỏe. Thì ba mẹ lo sức khỏe thì em cũng thấy vui trong lòng nữa. Con chỉ muốn khỏe thôi. Dạ thì em có gõ cái từ khó là du học ở trên cái phần tìm kiếm của Facebook thì em thấy nó hiện ra là du học Anex. Xong rồi cũng tình cờ sao đó em thấy được, em add friend được với chị Bùi Nhật Lam. Thì em có hỏi chuyện, thì sau cái đợt mà em mất học bổng đấy thì em liên lạc với chị, em hỏi lại. Thì đó là lúc em biết tới du học Anex. Em rất là ấn tượng với mấy anh chị luôn. Thì em mong muốn là dịch vụ của mình sẽ ngày càng hoàn thiện và thành công, và cũng giúp được nhiều bạn thực hiện được ước mơ đi du học của mình.